Theo đó, chiếc xe tải chở rau mang biển kiểm soát 49C-10295 do tài xế Nguyễn Thanh Lâm, 48 tuổi điều khiển, khi di chuyển đến đoạn qua ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, đã bất ngờ bị nổ lốp, khiến lái xe mất lái, lao về phía trái đường khoảng 50m thì đâm thẳng vào 5 nhà dân liền kề và 2 trụ điện trước khi dừng lại. Hậu quả là 5 nhà dân bị hư hỏng nặng, trong đó có một nhà đã bị đổ sập hoàn toàn, chiếc xe tải bị biến dạng, lái xe và người đi cùng là anh Vòng Quang Hải, 29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng bị mắc kẹt bên trong, được người dân nhanh chóng ứng cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong ngay sau đó.